Nay mình sẽ gả cái đầu nòng này mình đi làm nha. Bạc bê tông nó ra khối, nó bị hư rồi, với lâu ngày sức bắp này kia nó yếu rồi. Giờ mình sấy sức bắp lại với làm nồi lại. Nhưng mà cái nồi mình đã hướng dẫn cho các bạn xong rồi thì mình không có hướng dẫn lại nha. Giờ mình gả gả nồi, mình không có quay bên nồi. Giờ mình quay bên cái đầu nòng này. Giờ mình sẽ trước tiên thì mở cũng giống như đợt rồi, mình mở cái nồi đó, tháo tháo gác chân này kia ra, tháo bô ra. Xong rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gã nha. Giờ mình gã bên đây trước. Các bạn theo dõi mình nha. Nấu đi. Để gã bên này thì mình cũng canh tăng nha. Canh tăng ở trên đây ngay chữ T trên đây có dấu ngang ngang đây. Đó, giờ nó ngay chữ T nè các bạn. Tại trong đây tối quá, bạn thấy chữ T không? Chữ T đó ngay chân đây ngay con mắt nè. Giờ mình canh tăng xong rồi mình gỡ mấy con ốc dĩa cam này ra. Ốc này thường thường thì nó nằm ốc đầu 8 hoặc đầu 9. Nhưng mà tại vì sáng hôm qua mình cho người ta mượn cái đầu điếu nhỏ rồi đó. Nên giờ chưa có lấy lại được. Chưa có đi lấy lại mỏ, giờ mình phải lấy đầu điếu bự này để mình mỏ. Cũng đầu 9 nha.
đóng khối nè các bạn thấy không, đóng khối trơn. Nồng này nó bị xài lâu ngày á, bạc bê tông nó bị lỏng, xếp bạc ra khối. Giờ mình sẽ tháo cháy bê tông nữa ra. Tháo tông mình kiếm cái cây nhọn để dứt cái phay gài ra. Phay gài bê tông nè. Xong kiếm cái cây gì đó chọt cho cái cây ắt nó qua cái mình rút ra. Tông. Bây giờ tới công đoạn mình kiểm tra coi xem nó hư cái gì đừng mình đi sửa nghe. Bảo bê tông này đương nhiên là phải bỏ sấy nồng rồi, cháy bê tông trơn, tông này là bỏ nha. Đem cái nồng đi sấy lên cốt, rồi chả anh thợ tiện người ta coi, người ta đo, người ta sẽ sấy lên cốt. Ví dụ cháy bê tông này số 0 người ta sẽ sấy lên số 1, hoặc cái cháy này số 1 thì người ta sấy lên số 2 vậy đó. Rồi lấy gác ra đỏ cho bên kia xem cái gác bê tông này nó còn xài được không. Còn xài được thì giữ cho người ta xài, còn nếu nó không xài được mình phải thay cái cây này mới. Để mình mở gác ra. Lau sạch cái để vô cái tay dên thử. Thử là mình để gác vô cái dên gì nè. Rồi bắt đầu mình lắc cái tay mình á, mình cảm giác coi nó có sụp xịt không. Nếu sụp xịt thì phải thay gác mới lên cốt. Gác nó cũng giống như bê tông bạc bê tông mình vậy đó. Gác này nè nó có số hết trơn à. Đó, xem gác này coi. Gác này là còn xài được nha các bạn. Giờ mình chảnh mình xé nồng á, mình kêu ta giấy gác này vô cho bê tông luôn. Rồi bây giờ tới kiểm tra đầu bò nè. Gã cái đầu bò này ra kiểm tra. Gã đầu bò kiểm tra. Rút mấy cái ắt này ra hết. Nếu bạn rút ra mà thấy nó cứng á thì mình sẽ xả hai ốc cò này, thấy không, ốc cò này, cái ốc cò này ra. Xả ra cho nó nhẹ nha. Coi cái này nó có xây không. Xả ra hết. Đây, khi nó đội cò này kia rồi nó cứng cái cây này, cây gài ngang.
Đừng qua. Hả? Ừ. Bác sĩ bệnh á? Bị lủng cho khó rồi, nóng quá không? Chắc gì quá. Cái để sao cái gà đó. Cái mà cái ống số nó gà chăn cái bác sĩ luôn mà. Ừ. Lấy ốc tám này cũng được. Tại vì ở trong cái gá bê tông nó có cái găng ở trong á, mình dặn vô. Đóng ra. Đó, lấy cái kìm nhọn mắc vô. Thấy không? Lúc gáp là quay cái găng này ra ngoài nha. Quăng cái găng vô trong rồi mới móc khỏi mở luôn á. Trời. Dừng đi. Chị. Hồi nãy có khách vô, mình phải tạm dừng video để nhận đồ của khách làm. Đó, giờ bên đây mình cũng vậy, cũng bắt ốc tám nó vô. Đó. Cút ra. Bạn thấy không? Một bên đây là nó có cái đầu găng, còn bên đây là nó không có đầu găng. Để mình đi làm đồ xong về lúc mình gáp mình sẽ quay lại cho các bạn xem nữa ha. Rồi giờ rút cọ đồ ra. Đây là con cọ phụ nè. Cọ phụ thường thường mấy bạn bữa hổm mình có làm cái clip về chó cam đó, là nó ăn chung chó cam đó, rồi kiểm tra cọ cái có hư không. Cọ hư là phải thay. Hàng này còn xài được, mình giữ lại. Thằng này cũng xài được luôn. Cái dấu ở trong đây nè, không sao nha các bạn. Không sao hết trơn. Rồi kiểm tra cây cam có mòn không. Kiểm tra bạc đạn có lắc không. Rồi cam này vẫn an toàn, giữ lại xài luôn. Không có thay cái mới. Giờ tới phần mở cái móng xúc bắp đồ ra nha. Phần này thì hơi có tiếng động lớn nha. Dùng cái tép bogie gì nè, bỏ vô đây đập ra mà coi chừng là nó sẽ va chạm với cái này là hư găng hết trơn nha. Hư găng nắp xúc bắp là dục dục đồ bò luôn á. Rồi để mở thì nếu mở cái móng bên này, mở cái móng lò xo bên này thì mình lấy ngón tay mình đặt vô đây kìm chắc lại. Đó, ra nè, thấy không, ra hai cái móng nè, thấy không. Cái móng này phải để riêng chỗ nào các bạn, khi rửa là mất là rồi luôn đó. Mất là thay móng mới cho người ta đó. Lò xo. Rồi tới bên này nha. Rồi, thấy không? Móng rồi để kỹ. Để rửa này khi rớt của người ta. Rồi giờ tới công đoạn kiểm tra sức bắp. Kiểm tra sức bắp nó có hư cái gì không. Kiểm tra nè. Kiểm tra đừng có đưa lên cao quá. Mình kiểm tra nha, để hơi như thế này nè. Lắc qua lắc lại coi sức bắp có lắc không. Nếu có sức bắp lắc thì phải thay. Đó. Rồi sức bắp này thay rồi. Trong khi nếu cái sức bắp nó không lắc, mình kiểm tra cái bề mặt này nó có bị gỗ bị hư gì không. Nếu mà nó không lắc mà bị gỗ bị hư là cũng phải thay nha. Rồi cái sức bắp này thay đó. Rồi giờ tới cây lửa nè. Cây lửa này còn ngon nè. Cây lửa này còn ngon nhưng mình phải kiểm tra cái này lại xem. Rồi thay luôn các bạn ơi, bị gỗ hết trơn nè, thấy không. Rồi cây lửa này thay luôn. Rồi xong. Những cái phốt gít ở trong đây là nữa mình kiểm tra lại, nếu nó còn được thì mình thay. Ủa còn được thì mình giữ xài, còn nếu không được thì mình phải thay cái mới. Để nó chai khối nó cũng gan các bạn. Rồi giờ mình kiểm tra xong rồi, giờ mình sẽ đi Cần Thơ làm đồ. Lên chỗ thợ tiện làm đồ.